xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tối ngày 9 tháng 1 tại phiên tòa xét xử vụ Việt Á, hội đồng xét xử dành thời gian cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Hầu hết các bị cáo đều thể hiện sự ân hận, mong được hưởng lượng quan hồng. Tại bục khai báo, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ bày tỏ sự thành khẩn, ăn năn hối cải xuyên suốt. Bị cáo này gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông Trung Ngọc Anh cũng nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ án, để người của Bộ Khoa học Công nghệ bị xử lý hình sự nên gửi lời xin lỗi tới cán bộ, các nhà khoa học trong ngành. Cựu Bộ trưởng còn xin giảm nhẹ cho những bị cáo từng là người thuộc bộ này. Phần mình, ông Trung Ngọc Anh cho hay thấy, vô cùng đau xót, không có gì biện minh, có sai phạm thì bị trừng phạt. Bị cáo phải trả giá trong dây dứt suốt 581 ngày tạm giam, suốt những ngày tới đây và cả những ngày sau này khi trở về với xã hội. Được quyền nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Xét xử, Viện Kiểm sát, Luật sư Bảo Chữa, gửi lời cảm ơn đến các giáo sư, đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Bằng giọng đầy xúc động, bị cáo Nguyễn Thanh Long nói rằng, có vị giáo sư tuổi đã cao là thầy của bị cáo khi nghe tin bị cáo bị bắt đã khóc suốt. Ông Nguyễn Thành Long cũng bày tỏ sự ân hận xót xa đau khổ vì những sai phạm mà mình đã gây ra. Bị cáo có lỗi với gia đình, với đồng nghiệp, có lỗi với nhân viên ngành y tế. Bị cáo xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả. Bị cáo thành thật xin lỗi. Lời ân hận của cựu bộ trưởng. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Long trình bày thời gian chống dịch rất khó khăn, cam gò nhất trong lịch sử ngành y tế các đồng nghiệp và cả bị cáo đều đã tận tâm, cố gắng hết sức để chống dịch. Bản thân bị cáo chưa bao giờ được phút ngơi nghỉ, luôn suy nghĩ làm cách nào để giữ vững hệ thống y tế. Bị cáo rất đau xót, hối hận và mong hội đồng xét xử có cái nhìn khoan hồng cho bị cáo và các bác sĩ, nhân viên ngành y tế có sai phạm trong vụ án này. Bị cáo Nguyễn Thanh Long xin được hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình trong những ngày còn lại ít ỏi của cuộc đời. Trong lời nói sau cùng của mình, cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng gửi lời cảm ơn tới Hội đồng xét xử, các cơ quan tố tụng vì đã tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật. Bị cáo cảm ơn các luật sư đã bảo chữa, đã đồng hành, cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã vận dụng các quy định của luật pháp để đề xuất mức án phạt với bị cáo và những bị cáo ở tỉnh Hải Dương với một mức án thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Lời sau cùng, ông Phạm Xuân Thăng nói: Bị cáo rất buồn, đau xót và hối tiếc. Trong 34 năm công tác, tôi luôn phấn đấu cống hiến cho Đảng, nhà nước, cố gắng vươn lên, chưa bao giờ bị kỷ luật. Nhưng do sai phạm, giờ đây bị cáo phải đối mặt với bản án. Cựu bí thư Hải Dương cho biết, nhận thức sai phạm sâu sắc trong lãnh đạo, bị cáo chỉ đạo phòng chống dịch nhưng chưa thực hiện đúng quy định và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất là khai trừ khỏi Đảng. Bị cáo thực sự buồn và hối tiếc về việc này, lời bị cáo trong lời nói sau cùng của mình bị cáo phạm xuân thăng trình bày bị cáo đã tích cực hợp tác thành khẩn khai báo tác động gia đình khắc phục hậu quả trong công tác bị cáo có nhiều thành tích mong hội đồng xét xử vận dụng hết tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo sớm được trở về xin giảm nhẹ cho các bị cáo là cán bộ dưới quyền bị cáo ở hải dương ông thăng nói theo trình bày của ông thăng những sai phạm của bản thân đã làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước đảng bộ hải dương là người đứng đầu bị cáo xin nhận trách nhiệm và nói rằng đây là bài học đắt giá. Bị cáo Phạm Xuân Thăng cũng nhắn gửi tới các lãnh đạo địa phương rằng, dù trong hoàn cảnh cấp bách nào cũng phải thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật. Nhân đây, bị cáo xin đề nghị các cơ quan sửa đổi, bổ sung thêm quy định pháp luật để phù hợp với việc lãnh đạo chỉ đạo trong tình huống khẩn cấp. Nói lời cuối, cựu tổng giám đốc công ty Việt Á gửi sự chia sẻ đến 37 bị cáo khác. Bị cáo Phan Quốc Việt nói, không ai muốn ở tù, nhưng nếu lỡ phải ở tù Hãy biến cái nguy không ai muốn thành cái cơ không ai có để sau này hoàn lương vẫn là người cống hiến được cho xã hội. Cựu tổng giám đốc công ty Việt Á cũng thừa nhận tội, xin hội đồng xét xử có cơ chế để quy hết trách nhiệm cho mình thay vì các nhân viên công ty, vì họ chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi ích, vì khi tổng giám đốc chỉ đạo dù sai cũng không thể không làm. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét bối cảnh đặc biệt của vụ án đã được các bị cáo khác đề cập rất nhiều. Các bị cáo còn lại đều nhận thức được hành vi sai phạm và mong tòa cho hưởng khoan hồng để sớm trở về với gia đình xã hội. Bị cáo Việt nói trình, bị cáo xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất đến những bị cáo trong vụ án. Chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh lớn. Dù có chuyện gì xảy ra, bị cáo mong muốn mọi người trong vụ án đón nhận mọi việc một cách an nhiên nhẹ nhàng. Ở tù là điều không ai muốn, nhưng không may ở tù. Các bị cáo hãy biến cái nguy không ai muốn thành cái cơ không ai có, để ngày trở về xã hội có những đóng góp có ích. Hội đồng xét xử nghỉ nghị án, đến 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 sẽ tuyên án. Ông Nguyễn Thanh Long bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án 19 đến 20 năm về tội nhận hối lộ, vì cáo buộc đã nhận 2,2 triệu đô la Mỹ từ bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty Việt Á. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Long, luật sư Trần Nam Long mong hội đồng xét xử lưu ý xem xét ông Long và các bị cáo làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế khi làm sai đều nằm trong bối cảnh đặc thù, đòi hỏi phải có cách xử lý chưa từng có tiền lệ. Các sai phạm ông Long bị cáo buộc đều diễn ra vào thời điểm tháng 3 năm 2020 khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca tử vong ngày càng tăng cao, kit test nhập khẩu có giá rất cao và các nước tranh giành rất gay gắt nên không thể mua được. Về cấp phép tạm thời, khi nhận nhiệm vụ Thứ trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo, ông Long được phân công làm công tác truyền thông, không được phân công nhiệm vụ liên quan đến cấp phép test. Ông Nguyễn Thanh Long chỉ thúc giục, đẩy nhanh tiến độ cấp phép theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban chỉ đạo, trong tình trạng vẫn nghĩ test đó là của Học viện Quân y. Đối với việc cấp phép chính thức, luật sư nêu nhiệm vụ cấp phép hoặc rút giấy phép được phân công cho hai thứ trưởng và các bộ phận giúp việc liên quan. Các tờ trình liên quan đến cấp test chẩn đoán của Việt Á đều gửi cho hai thứ trưởng khác, không gửi cho ông Long để chỉ đạo. Ông Long chỉ đôn đốc chung các đầu việc chống dịch, trong đó có việc cấp phép đối với tất cả các loại test xét nghiệm trong các buổi giao ban. Các biên bản giao ban đã thể hiện rõ nội dung này. Có 169 loại test chẩn đoán khác nhau đã được Bộ Y tế cấp phép. Thực tế, Việt Á không phải đơn vị duy nhất được cấp phép test chẩn đoán. Việc hiệp thương giá đã được giao cho thứ trưởng khác phụ trách, ông Long chỉ là người ký quyết định thành lập tổ công tác hiệp thương giá. Về vấn đề kiểm tra giá hiệp thương, khi ông Long nhận được báo cáo về việc Việt Á đã thay đổi nguyên liệu sản xuất test và ngay lập tức ông Long đã có bút phê báo cáo ngay thứ trưởng Cường để chỉ đạo xử lý theo quy định. Sau đó, ông Long không nhận được thêm thông tin liên quan đến vấn đề này, từ đó luật sư mong hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát xem xét lại cáo buộc mặc dù được đoàn kiểm tra báo cáo sai phạm về nguyên vật liệu sản xuất test xét nghiệm của công ty việt á có ý kiến đề nghị rút số đăng ký lưu hành nhưng không chỉ đạo xử lý ban hành kết luận kiểm tra rút số đăng ký lưu hành mà viện kiểm sát đã kết luận đối với ông nguyễn thanh long về thời điểm nhận tiền, ông Long nhận tiền từ Phan Quốc Việt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020, lần nhận tiền cuối vào tháng 11 năm 2021. Hai sự kiện này diễn ra sau thời điểm Bộ Y tế cấp phép test xét nghiệm tạm thời. Bộ Tài chính hiệp thương giá lần lượt là 9 tháng và 20 tháng. Theo luật sư, tại thời điểm việc cấp test tạm thời, chỉ đạo hiệp thương giá và các sự kiện khác diễn ra, bị cáo Long đã thực hiện nhiệm vụ một cách không vụ lợi. Việc bị cáo Phan Quốc Việt đưa tiền là sự cảm ơn sau khi việc kinh doanh sản phẩm test xét nghiệm có lợi nhuận. Luật sư nhấn mạnh, nếu ông Long có ý định gợi ý, đòi hỏi thì phải thực hiện trước hoặc gần thời điểm cấp phép hay hiệp thương giá, chứ không phải là 9 tháng hoặc thậm chí là 20 tháng sau. Ngoài ra, luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ cho ông Nguyễn Thanh Long như đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận trong giai đoạn điều tra, thể hiện sự ăn năn hối cải, thanh khẩn khai báo. Tiếp đó, luật sư nêu các thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác. Ông Long là giáo sư tiến sĩ, là bác sĩ, nhà khoa học có nhiều đóng góp trong giai đoạn dịch bệnh. Bên cạnh đó, ông Long đang mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như rối loạn chứng ngưng thở khi ngủ và mắt trái hầu như mất hẳn thị lực do bệnh bong đáy võng mạc, không được chữa trị kịp thời do sang chấn tâm lý, mất ngủ. Từ những nội dung trên, luật sư mong hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình đối với ông Nguyễn Thanh Long.